Chào tất cả các bạn đã đến với kênh Phú Sĩ TV của mình. Bữa nay anh Đặng cũng hỗ trợ chú đến chuồng dê của em Thanh để tìm mua hai con dê cái giống các bạn ơi. Con đực thì không biết cái mượn này nè. Vậy đó hả? Nhảy xong rồi nhảy xong cả. Con này bán rồi mà. Phải không Thanh? Trời nữa. Con này cô ngoan chốt rồi. Như vậy. Mão à. Mão à. Thì có chọn được con nào cho chú ơi? Ông đang kiếm kìa. Rồi hai con kia tính kiếm dây bầu mà hai kia ta mua rồi. Chưa chọn được hả chú? Thì hôm trước mình có hỗ trợ cô Ngoan lại xem hai con dê cái đó các bạn. Thì cô Ngoan cũng đã mua các bạn ơi. Này nè, chưa có giao cho cô nữa. Còn đây con nữa các bạn. Sáng chưa cho ăn. Ủa con ngoan bắt cái con nhỏ hay con bự? Vậy là mới có em Thanh bán về được nuôi được mới có tìm đến mua hoài chứ. Quay chú ở đây chị như vậy. Đi. Đầm đi. Về nữa về kêu ông mở YouTube chú sĩ ra. À, tới gì cái người phú sĩ gì ta? Phú sĩ TV. Cháu mua dây bầu rồi sao này đẻ nó cũng được giật sao? Thì nó cũng hay vậy. Ông thấy ông thấy hai hai con nhỏ rồi đó. Ông thấy hai dây nhỏ rồi nè. Mát sữa lắm nghe. Hả? Mát sữa lắm đó. Chú nuôi chuồng hay là thả lan? Trời ơi, bên tôi mới thả lan, làm chuồng nhỏ nhốt á. Nó mới đẻ. Mới đẻ chừng tháng vậy. Không bị dặm gì gì là thật. Nó réo vậy đây. Ừ, sáng chi cho ăn được. Đẻ mấy lứa rồi, sao có con vậy? Dê đẻ mấy lứa rồi. Dê nó đẻ lứa 2 á. Lứa 2 của con rồi. Có mồi hả? Có nào có? Chưa hả? Tính đi chú công cắt mà thấy tình hình vậy thôi về cắt nhà. Con đội luôn hả? Kỳ còn đứng không? Em mất con lẩu không có bầu. Vậy đứng không? Đứng đi bình thường. Có cái gì đó. Chạy bên vậy đó hả? Tính đâu ngoài da nhà không phải. Làm như nó bể bụng trong ra vậy. Không gọi vậy. Vậy đó hả? Cái gì á? Con cỏ vậy. Nó mới đẻ hả? À, mới đẻ hả? Đẻ con hộp. Mới bụng bự, tính đâu đẻ hai con. Nè Thanh. Hôm nay chơi hết luôn. Ừ? Anh đưa bắt hai con mẹ với ba con 11 triệu. Mà chưa bớt. Mà 5 con á. Là ra trả giá mà chưa bớt đó. Ừ. Thì để cho ông coi. Nói chung mua ăn thua chủ nhà chứ. Chứ sao mình cũng phải bỏ nạp à. Chứ mua dây bầu về. Nó đẻ xong rồi làm sao. Không đâu. Như vậy nó lâu cho nó dễ cái giờ chưa. Dây nằm vô thảo. Thảo nó chưa. Rồi rồi con này đẻ mẹ thấy chưa? Con bao nhiêu tháng rồi nó mới về. Dạ vậy là trước kia chắc cỡ cỡ tháng rồi. Rồi trước cỡ tháng mà nó vậy đó. Vậy chứ một con mà. Tại vì mới nói con này về để cỡ tháng ngoài nó vô nọc nè. Cho nó lâu lâu rồi. Đúng không? Như vậy là thêm tháng nó vô nọc được.
cho nó sung lâu lâu, cho nó sung về. Sung gì ăn thua về, ổng ổng thúc mồi mà con dê này mập rồi, ổng bắt nó vô lòng rồi ra. Ổng mới bảo nó mồi nhiều lắm. Tại vì có hai con về là cho ăn nhiều lắm. Tức là mới mua về về người ta cưng đó. Cưng dữ lắm. À, cưng đậu là cho ăn trời ơi. Thứ ít ít mình cắt đậu cho ăn không. Trời ơi, mình bảo anh đậu người xung đũa rồi của người ta kế bên nhóc. Dục nhập máng luôn. Ít này nuôi khỏe lắm, xách cái vỏ tịch tan à. Tôi tập cái dục cắt cỏ rồi cho chứ nhiều tôi đâu nổi đâu. Tôi xuống đẻ, đẻ hả? Nghe ra đợt đợt này là mua sao mà tính mua hai con mà về ra tính 5 con. 5 con. Đúng rồi. Con cái luôn. Năm con cái là về ngựa nó đẻ ra giữ chứ à. Dạ. Ok, về nhảy mệt nghỉ luôn. Thôi đực nó của mấy đứa nó có. Năm cái... con cái này là con đực này nhảy được nè. Con đực này là con của cái đó đó. Đực nào? Chúng ta đã chuẩn bị nhảy được. Chuẩn bị khác mẹ. Khác mẹ khác cha nha luôn. Con đực đầu sau nè. Đực đầu sau này là con của con này nè. Về bản luôn cho mượn được nhỏ hơn kìa. Khỏi. Tôi giữ cho mày luôn. Con được nhỏ con bự hơn được này. Con này lứa rồi đẻ hai. Con này hai mấy ký hả? Thôi được để đi. Nào ai mượn về đừng đặt giữ thằng nặng luôn. Đó là con này nè. Chứ không phải là hai con này là con này hả? Con còn con đó đó. Con chàng ra đây. Nó sợ luôn, bên kia đông quá. Con đực của anh mà con đực lục bơ quá. Đực có đẹp tướng. Trời trời, đực đó là bây giờ là sung dữ lắm đó. Ba mấy ký rồi đó. Đi bán rồi chú đi. Bán thịt luôn, những cái mua bán thịt. Bán thịt là rẻ à, ký 90 ngàn. Kế ghê luôn á. Cho mượn sợ về bỏ đói nó ốm chết luôn. Mượn về cho như cái ăn gì nè cũng cho ăn chứ. Vậy đó. Rồi bán đi cho dễ hả? Bán dễ. Về chưa rớt găng mà về về cho nhảy tăng rớt găng bán lỗ luôn. À, lỗ luôn. Không về về là nó lùng beo à. Về đó về là bỏ nọc luôn. Dạ. Bởi về đó được trắng. Cái ăn là bự lắm. Bự không? Con lúa trước á là con quắc cho anh bắt. Nó bự năm mấy ký rồi, nó bự. Nó gần gấp đôi mẹ. Mua dê này thì về chắc ăn nó đã nó đẻ rồi thì không lâu vô nọc là tháng nữa vô nọc đó. Nó cũng đã được. Hơn tháng cũng được, cả 2 tháng cũng được. Thì con dê nó thảo ra là tiêm 2 tháng, còn ông này là 1 tháng. Dê con ra mau cấp kỳ luôn. Là khúc đó 2 con đẻ ra 4 con. 3 con nhỏ này đẻ 3 con nữa ra ô ra lùm chùm. Nuôi mồi nó cứ ra đẻ chút cái vậy. Nuôi rồi ngán luôn à. Nuôi không nổi. Mua dê bầu chi rồi mấy tháng trời mới ra con. Rồi mấy tháng trời nó mới vô nọc. Ông đẻ khi cũng chặt dê. Trời nó chơi chứ có tay nuôi là cũng không chặt vườn gì đâu. Thì mình cũng sĩ con dê rồi thấy đã ghê. Nãy tôi kiếm hoài. Thấy chủ không? Chủ không? Chủ no về đói không đó. Hồi nãy tôi qua trường tôi kiếm hoài. Dê con tiêu chạy. Mới chủ đũa với coi xả. Xa chú. Sao rồi? Thì ấy đi coi như được thì bắt còn bà, cái gì bớt bằng với bà xã hả? Bớt tiền bớt này kia đi cho ổng đi. Coi chứ biết chứ. Về bớt ra đi tao bắt mày đó. Dạ nó bớt. 5 con hả? 2 con ba con nhỏ, với 2 con nấy với 2 con nấy mẹ. Vậy đó. Cỡ 3 con nhỏ này đó quá. Chỉ con mới đẻ đó. Với 2 con nấy chồng với nấy nấy bà Phan đó quá. Tôi bán nấy bà Phan à, Phan nấy đó tôi không thích. Ổng ổng được ổng bắt luôn. Cái anh thấy con này nè với 2 con nhỏ à. Bắt được 3 con này nuôi đã luôn á. Ôm quên rồi, nó vợ nghĩ bị tiền. Nhiều đâu. Chủ đâu. Chủ này
ghê không? Ôi vị tiền cực kỳ. Thấy thấy các bạn nuôi dê thấy có vị được tiền nữa các bạn ơi. Rồi, bây giờ chủ nuôi dê ôi vị tiền thì ghê. Lấy đi. Này à? Bự đất này nãy có hai 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 bự rồi nãy nè. Ừ. Tao bớt không được rồi. Đi chặn giọng đi. Thôi. Cái nãy là tính nhiêu? Bây giờ bớt thì con bớt tiền xe chú muốn trả đây. Không có được thì mày trả luôn. Mày dân chứ. Ai trả? Trả. Không trả đâu. Không mướn nữa. Ừ. Thôi vậy trả luôn vậy thôi khỏi bớt. Tiền xe vô cho con. Cho ổng bớt, ổng lấy cái nãy. Phì phì luôn thấy không? Dê cái rụng con màu quá. Không nói dê này dê tôi luôn bao lắm. Dạ. Hai dê, hai dê con cũng bao lắm. Ừ. Đừng cái gì. Khang được không? Con đầu sâu đỏ cũng được, đầu sâu đen cũng được luôn. Bự lên nữa bán dấu. Tôi bự lên nữa. Dạ. Cái gì đợt tôi đổi qua đổi lại. Đổi lại. Cái cũng đẹp lắm. Mà dây bẩn mấy con dây bẩn. Ừ. Không có dây đợt là làm giống được hai người đổi qua đổi lại chứ đỡ cái bán một con chúng cũng bán ra con mua lại nó mắc mắc. Dê mà hai thằng đổi lại còn muốn tăng ký thì làm nhẹ thì cũng thì bữa nay anh Đằng hỗ trợ cho Dưỡng Chính đến đây để tìm mua dê đó các bạn. Thì Dưỡng Chính cũng đã chốt con dê Ba Phan này với hai con cái nhỏ các bạn và cái con Bách Thảo mẹ ôm con bên đó luôn các bạn ơi. Rồi video mình cũng kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình chia sẻ được những con dê giống và hỗ trợ các cô chú, các anh chị em á bán được những con dê được thịt, cái thịt các bạn ơi. Rồi hẹn gặp lại các bạn.